Bồ quy tiền Anh à? Rồi mà bất à? Bất chưa? Thông báo đặc biệt, LBK sẽ livestream trên nền tảng mới online.vn với tần suất hàng ngày và có nhiều nội dung cực kỳ phong phú, không chỉ về game mà còn cả bình luận bóng đá thực hoặc các chương trình giải trí khác. Hãy đón xem tại play.online.vn/BK anh em nhé. Chơi Power Shot 400 điểm mua được Gulit BTV 8 đặt chỉ tiêu rồi. Ừ được. Sơn Oanh mong kiếm Gulit 8 á, mơ thế. Ôi, phun lửa à? Hà Lan. À Văn Đại à. Mở ra gói FCA được đấy. Văn Đại ngon luôn, Văn Đại ngon, Văn Đại này ngon. 60 tỷ. Ồ, tự nhiên lại thành hợp lý. Có bom luôn này. Bom sớm dành cho đêm nay của bạn Bình Dương. Kawashima 10 tỷ à. Ổn đấy chứ. Thơm đấy. Văn Đại FCA. Nạp thẻ.vn. Nạp 300k được nhận 1.800. Đấy là mức khuyến mãi hết cỡ. Không, hôm nay không có nhiều full đâu. Lại có lửa này. Ý mới đâu chứ mẹ, cờ bồ là khác rồi mẹ. CC mà lửa cờ bồ thì tiếc lô. Cay nhỉ. Danilo fake lô CC. Van Gogh là tặng tặng. Bồ đi, bỉ à, bỉ tiền đạo, các cu á. Mua CC có các cu không? Đúng là cu thật. Đúng là cu thật, trời ơi. Luka Chim, CC, 5. Bay N, đấy thì CB cứ dùng quả Kim Min Jae. TS. Ô, phun lửa à. Bồ CAM. Là con gì? Các bạn hô à, được nhỉ, hàng của Liverpool. Fabio Cavallo 22NG8. Cứ tưởng hàng này không phun lửa cơ. C. Tối nay thì đủ kèo thôi. Tối nay khá đủ kèo. Bây giờ là mùa HG. Áo LB Alaba. Ô ba như ổn đấy, Alaba như giá khá đẹp. Đấy 71 tỷ. Được. Anh hỗ trợ em một chút không? Anh không trả hỗ trợ. Anh đang bận mở thẻ, anh trả hỗ trợ ai được. Pháp CS. À, Cantona. Anh em tự tự làm đi. Lớn rồi. Đấy, ví dụ như kiểu là chọn quà mốc thế nào đấy. Bấm tua lại live stream. Trên live stream có nút tua, tua lại. Kéo lại cái thanh đấy thôi. Đúng không? Dễ mà. Béo LN đã truyền khôn mà. Bồ quy tiền Anh à? RM bất à? Bất chưa? RM ê 117 luôn. Yes. Hợp lý chưa? Đủ hợp lý nhỉ. Đủ hợp lý. 134 tỷ. Về bờ luôn. Bên này đã về bờ. Thôi u tiếp à? NDGMU hả? Thế thì có bích cơm. Job best. Bạn Đức Dũng chính xác nhé. Tuyển Anh nào. Ôi vì đít nhỉ? Thôi cũng được. Viêm đít là hàng MU. Nemanja viêm đít 125 tỷ. Bên này thơm đấy. Bên này tính ra là thơm đấy. Bạn này chơi cũng full là mất 12.000 SC mà có vẻ mở ngon hơn tôi. Công nhận giờ chơi team MU ra hàng MU luôn. Chelsea Tây Ban Nha. Ôi tổ cống. Bao nhiêu tiền nhỉ? 200 tỷ không? 257. Thơm đấy. Bên này cứ bị mượt đấy. Còn tô cóng này ngon bởi vì tô cóng này là phiên bản AIA huyền thoại. Tô cóng CFA. Thơm thế Bình Dương. Đúng là mở thẻ kiểu Bình Dương. Thánh siêu phẩm thì chọn mốc cứ lấy chỉ số to thôi. Brazil à? CAM kìa. Lại tưởng Brazil ST còn lô béo. Cá cá 103 tỷ cũng được. Vẫn tươi. Còn hơn chiều nay tôi ra con Van Gogh. Thiên thần LN 5. Con gì đấy? Mane à? À 200 tỷ. Ô Mane cũng to đấy chứ nhỉ. Sadio Mane MC 8.
bao giờ có 23 HW5 á, chắc là tầm tháng sau. Ui Croatia rồi, một là Kovacic, hai là ôi mẹ Kova luôn, 308 không ngon lắm, con này như không ổn lắm này. Kovacic dịch thuật thể hình, dịch ra là xây dựng à? Rồi. Vâng, Tiến Minh dép em đi á, anh không có dép em, anh đang đi giày. Son ngoài mùa đại sứ lấy mùa nào á? TSTI gì đấy? 39 à, bán được. May bán được. Thế nào 561 cộng với đống này vào là tầm khoảng nghìn tỷ này. Tầm khoảng 1.300, 1.400. Bán hết đi tầm 1.500 tỷ. Quả này tươi vãi cả nhà ấy. Có cả tô cống này, má nè này đều bán được luôn hết. Bách thì bách lỗi giá chứ, bách này bách giá xịn phải tầm 400 tỷ, 300-400 tỷ được. Còn bây giờ là đống này thì tầm 1.500 tỷ cho quả nick. Ngon.